Xin chào, đây là Galaxy Z5, điện thoại selfie thế hệ mới với camera trước có đèn flash và bên cạnh đó thì camera sau có độ phân giải 13 chấm và có f ở độ f1.9. Nào bây giờ hãy cùng bước vào vài đánh giá camera của Galaxy Z5 nhé. Có 3 cụm từ để nói về trang bị phần mềm của Galaxy Z5 gọi là 3.0, đó chính là không có HDR, không có khóa nét tay và chế độ manual thì có mà như không. Mình gọi đây là điểm yếu 3.0. Cái không thứ nhất sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ảnh ban ngày, chúng ta chỉ có thể chụp ảnh thuận sáng, còn nếu hơi ngược sáng một chút thì ảnh cho ra sẽ không được như ý muốn, sẽ có một cái màng tối tối đè lên ảnh của chúng ta. Tuy nhiên mình đã tìm ra được một thú vui khác khi chụp ảnh ban ngày, đó chính là đào sâu và khai thác chụp ảnh cận cảnh với khẩu độ f1.9 và khả năng lấy nét nhanh, mạnh, không thua kém gì khả năng lấy nét pha, khiến mình rất là bất ngờ. Cái không thứ hai là không có khóa nét tay, vì thế những bức ảnh ban đêm có ánh sáng phức tạp sẽ khiến máy thiếu tập trung và đo sáng khá lung tung, khiến cho chất lượng của bức ảnh bị ảnh hưởng. Còn nếu những bức ảnh mà không có ánh sáng phức tạp thì khá nét và sáng, có phần hơi rực rỡ. Không có khóa nét tay đồng nghĩa với việc chúng ta không thể tận dụng được khẩu độ khủng để chụp ảnh bokeh. Tuy nhiên một tip khá hay cho các bạn đó là chọn một vật thể nhỏ và lấy nét vào đó thì phần phía sau sẽ mờ. Như ở đây mình chọn một con ong và lấy nét thì phía sau ánh đèn sẽ mờ và lung linh. Tưởng chừng như được sở hữu phần mềm tương tự như Galaxy S6, tuy nhiên nó chỉ thừa hưởng được một số tính năng như là bấm 2 lần vào phím home để kích hoạt, vẫn có chế độ manual, tuy nhiên thì đã bị lược bỏ đi khả năng lấy nét tay. Chúng ta sẽ không có thanh lấy nét xa gần mà chỉ có thanh wide balance, thanh EV và thanh ISO, khá là vô ích. Thôi thì chúng ta cứ sử dụng chế độ tự động, mình thấy cũng khá ổn với một chiếc điện thoại giá rẻ. Không nên đòi hỏi nhiều vì dẫu sao tâm điểm của nó vẫn là camera trước với đèn flash. Đặc điểm của đèn flash trên Galaxy Z5, nếu chúng ta bật on thì nó sẽ sáng từ lúc chúng ta bật cho đến lúc chúng ta tự tắt, cứ như là một chiếc đèn pin chứ nó không phải là đánh flash. Điều này sẽ giải quyết được hai vấn đề, đó chính là bảo vệ mắt của chúng ta không bị ánh sáng bất ngờ gây chói. Thứ hai là ánh sáng bật từ đầu đến cuối thì sẽ ổn định hơn, giúp các khoảng tối và sáng của da sẽ sáng lên đồng đều, từ đó vừa nét lại vừa mịn, thay vì chỉ là mịn bằng phần mềm. Ở đây chúng ta có hai bức ảnh, một là chụp bằng flash và hai là không có. Hai bức ảnh độ tự nhiên là như nhau, tuy nhiên bức ảnh có đèn flash sẽ làm mặt hoàn toàn sạch mụn, vết thâm, đỏ và khuyết điểm hoàn toàn biến mất. Như vậy mình đã đánh giá xong camera của Galaxy Z5. Tổng kết lại, chúng ta có các ưu điểm là chụp cận cảnh, lấy nét cực ngon, selfie đẹp. Điểm yếu thì như đã nói, không có HDR và chế độ manual không thật sự hữu ích. Galaxy Z5 đã làm tốt chức năng chụp ảnh của mình ở phân khúc giá rẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.